Chào anh em, chúc anh em cuối tuần vui vẻ nha. Mình là Kính Cận đây. Và trong cái cuối tuần này thì mình sẽ mời anh em cùng mình quay ngược thời gian trở về quá khứ vào năm 2016 để chúng ta cùng mở hộp một trong những cái chiếc iPhone thiết kế nhỏ gọn và đẹp cũng như là nam tính. Đó là cái chiếc iPhone SE. Đó, đây là cái phiên bản chính hãng và mới nguyên siêu luôn. Thì đối với mình, đây là cái thời điểm đầu tiên mà mình mở hộp một cái chiếc iPhone mới luôn. Phải nói là mình mở hộp rất nhiều những cái thiết bị Android khác, từ giá rẻ, trung cấp hay là cao cấp, các hãng như Nokia, Sony, HTC các kiểu. Tuy nhiên thì mình không hiểu sao thì cái thời điểm đó thì mình rất là mê công nghệ luôn, nhưng mà với những cái sản phẩm của Apple thì mình không ấn tượng lắm. Mình không phải là không mình không mê lắm, hay là có lẽ là cái thời điểm đó thì mình tập trung mình chia sẻ nhiều về Nokia cũng như là một số hãng khác rồi. Và cái thiết kế cấu hình tất tật máy thì nó cũng đã qua lâu rồi và gần như anh em nào cũng biết rồi, cho nên ở cái video này thì mình chỉ chia sẻ những cái cảm xúc mình thôi. Thì mình nhớ thì đây là một cái đoạn video mình cũng quay ở ngoài quán cà phê luôn. Mình ké cái không gian của quán cà phê, mình gọi một ly cà phê và mình sẽ ngồi ở một cái góc bàn cố định nhỏ thôi và gần cửa kính. Đây thì mình dùng ánh sáng trời thôi để chiếu vào mình mở hộp. Thì cái thời điểm đó thì mình đi làm thì mình cũng có sử dụng MacBook nè, mình cũng có sử dụng iPad. Tuy nhiên điện thoại thì mình chưa hề mở hộp một chiếc iPhone nào cả. Còn các thiết bị Android thì gần như là mình đều có trên tay hoặc là mình đều có quay mở hộp, ngoại trừ cái sản phẩm của Apple thôi. Đó, thì đó mình chia sẻ những cái cảm xúc. Và mình nghĩ đó cũng là một trong những cái sai lầm của mình khi mình không tìm hiểu và không sử dụng cái sản phẩm của Apple, đó là iPhone, sớm hơn. Thì đây, trong một cái video khác thì mình chỉ chia sẻ. Mỗi khi mình ngồi edit chia sẻ với anh em những cái video hoài niệm thì mình nhớ lại là anh em, những anh em công nghệ thì có những cái show phải nói là tiền tỷ hay là triệu view. Còn đối với mình ở cái thời điểm đó thì cái show của mình đó là những cái quán cà phê hay là công viên. Thì lúc đó thì mình hay ngồi cà phê để mình quay những cái video chia sẻ với anh em. Thứ nhất là ở quán cà phê thì sẽ có nhiều cái view khác nhau và nó cũng có cửa kính, cạnh cửa kính thì ánh sáng nó cũng sẽ tốt hơn là lúc đó mình quay trong phòng. Trong phòng thì lúc đó mình không có những cái thiết bị đèn phải là chiếu sáng đầy đủ, cho nên mình nghĩ đối với kỷ niệm đối với mình đó là những cái quán cà phê. Nhưng mà thực tế thì nếu mà chia sẻ được với những anh em mới bắt đầu trong cái hành trình chia sẻ video thì mình nghĩ là anh em nên set up một cái góc quay trong nhà hay trong phòng, thì anh em sẽ cái hiệu suất cái ra video của anh em sẽ nhiều hơn thay vì chúng ta phải lệ thuộc cái ánh sáng ngoài trời. Quay ngược về mình nói về cái chiếc iPhone SE thì đến bây giờ nhìn lại thì mình vẫn rất thích cái kiểu thiết kế này, và một cái thiết kế nhỏ gọn như thế này hoặc là nó có thể là lớn hơn một xíu nữa thôi thì mình nghĩ là với bản thân mình hay là những người lớn tuổi như ba mẹ mình sẽ rất thích, tại vì cái kiểu thiết kế gọn như thế này thì cầm nắm rất là dễ, và đặc biệt người lớn thì có một thiết bị nhỏ gọn bỏ túi đi thì nó cũng dễ hơn là những thiết bị lớn. Thứ hai nữa, tại sao mình nói là nó là một kiểu thiết kế nhỏ gọn và đặc biệt cho người lớn? Tại vì nếu anh em nào đã sử dụng iPhone rồi, anh em thấy là cái độ bảo mật cũng như là cái độ ổn định thì mình đánh giá cao hơn rất nhiều so với các thiết bị Android. Cho nên đối với người lớn mà có một thiết bị chạy ổn định và màn hình đẹp nữa thì mình nghĩ là sử dụng nó sẽ tốt hơn. Trước đây thì mình từng nghĩ là khi mà chúng ta càng lớn thì mắt chúng ta càng yếu, thì chúng ta không cần đến những thiết bị mà có màn hình đẹp, chỉ cần những thiết bị ở cái mức màn hình HD thôi hay là những cái thiết bị smartphone giá rẻ thôi. Tuy nhiên thì khi mà mình được tìm hiểu và mình được trải nghiệm, mình thấy là càng lớn cũng vậy thôi. Chúng ta cần một cái thiết bị màn hình hiển thị đẹp và nó chạy ổn định, mượt. Đó là cái điều rất quan trọng đối với người lớn. Tại vì càng lớn tuổi thì chúng ta sẽ không có vọc vạch nhiều như thời mà chúng ta còn trẻ, và chúng ta cần một cái thiết bị gì đó nó ổn định hơn, nó mượt mà hơn. Thì mình nghĩ thì iPhone là một trong những cái thiết bị rất tốt cho người già. Tuy nhiên thì cái mức giá của iPhone thì em thấy là rất là cao rồi, cho nên là tùy tình hình kinh tế thôi. Nhưng mà mình nghĩ là iPhone là một cái lựa chọn rất tốt cho những người càng lớn tuổi. Thì đây là cái thời điểm mà mình mở hộp đầu tiên cái chiếc iPhone SE này luôn. Phải nói là cái cảm giác khi mà mình mới cầm lên mình rất thích cái kiểu cách của cái thiết kế máy ấy, nhìn nó rất là mạnh mẽ, rất là nam tính. Và phải nói là máy được thiết kế từ cái màn hình cũng như là khuôn viền, những cái đường cắt rất là tỉ mỉ, rất là phải nói là sắc sảo luôn. Và phải nói là mình vẫn thích kiểu thiết kế này. Nếu
trong các năm mới này 2025 mà Apple họ vẫn ra mắt một thiết bị iPhone mang kiểu thiết kế giống như thế này. Tuy nhiên thì dĩ nhiên là ở thời điểm này thì cái phần viền màn hình trên và phần viền màn hình dưới của iPhone SE thì mình thấy là rất là dày rồi. Được mỏng hơn một tí nữa hoặc là cái màn hình có cái kiểu thiết kế nó lớn hơn một xíu nữa mình thấy rất là ok. Thì mình nghĩ là với những anh em mà yêu thích công nghệ mà sử dụng hai điện thoại cùng một lúc thì rất là cần thiết một cái thiết bị, một chiếc smartphone thông minh, cấu hình mạnh, chạy mượt mà và có một kiểu thiết kế màn hình vừa phải để làm một cái chiếc máy thứ hai thì phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Thì đây là một cái video để mình chia sẻ trải nghiệm mình thôi. Mình nghĩ là có nhiều anh em sẽ có những cái kỷ niệm và rất thích cái chiếc iPhone SE này. Thì anh em có cái cảm nhận như thế nào thì mời anh em hãy chia sẻ cùng mình nhé. Và sắp tới thì mình sẽ quay ngược thời gian tiếp tục để chia sẻ với anh em những cái thiết bị đã ra mắt cách đây khá là lâu từ Nokia, HTC, LG hay là các hãng khác nữa nhé. Cảm ơn em và anh em đừng quên khích lệ mình bằng cách là đăng ký kênh hoặc là chia sẻ bình luận ở dưới video. Đó là cái điều mà mình rất vui vẻ, mình rất vui khi được ngồi chia sẻ cùng anh em qua những cái thước video kỷ niệm.